Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 2 của review sách Bí mật .com. Ở phần 2 này chúng ta sẽ tìm hiểu về thang giá trị. Trước khi tìm hiểu, chúng ta sẽ đi vào một ví dụ minh họa cụ thể. Đó là một chủ doanh nghiệp khi mà đóng bảo hiểm cho nhân viên của mình thì ông ấy có được một cái vé một buổi làm răng miễn phí. Thì khi mà đến làm răng miễn phí, khi mà được bác sĩ tiến hành xong quá trình làm sạch răng miễn phí này thì bác sĩ có lưu ý cho ông chủ là răng của ông hơi vàng và gợi ý một gói làm trắng răng. Thì ông chủ này đã ok đồng ý làm trắng răng. Sau khi làm trắng răng xong thì bác sĩ cũng nhận thấy là răng của ông bị xô lệch và gợi ý là ông nên niềng răng. Thì cuối cùng ông cũng đồng ý và thực hiện gói niềng răng này. Thì đó là một cái ví dụ của một cái thang giá trị trong doanh nghiệp. Thì để phân tích sâu hơn thì chúng ta sẽ đến với từng bước một. Đầu tiên là bác sĩ ở đây đã tạo ra một cái mồi, mồi đó là làm sạch răng miễn phí để thu hút lại tiềm năng, đó là chủ doanh nghiệp này. Sau đó thì bác sĩ đã cung cấp giá trị bằng việc làm sạch răng cho chủ doanh nghiệp và sau đó là lưu ý rằng răng của ông đã bị vàng vì ông đã nhận được giá trị là làm sạch răng miễn phí, nên ông đã muốn tiếp nhận và nhận thêm giá trị một cách rất tự nhiên. Thì sau khi mà sau cái bước mà làm trắng răng, gói làm trắng răng rồi thì bác sĩ lại tìm thêm một cách khác để tăng thêm giá trị, đó là một cái gói niềng răng. Thì ở đây thì cái thang giá trị không dừng lại ở đó mà cái dịch vụ cao nhất là cái dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ của bác sĩ. Thì ở đây thang giá trị có 4 bước, đúng không ạ? Thì bước cuối cùng đó là họ hẹn lịch khám lại cho ông sếp này vào 6 tháng sau. Thì vô hình họ đã biến ông sếp này thành một cái khách hàng thường xuyên của doanh nghiệp. Đó là một ví dụ về cái thang giá trị điển hình cho một cái doanh nghiệp. Thì cái thang giá trị này thì nó là chìa khóa của việc xây dựng Facebook marketing. Hệ thống thì sẽ không hoạt động được nếu chỉ có một sản phẩm, một đến hai sản phẩm hoặc giá trị mà bạn trao cho khách hàng. Khi đó thì một cái thang giá trị tiêu chuẩn thì hầu hết là có 4 bước, 4 cái giá trị, 4 sản phẩm, với cái giá trị mà bạn trao cho khách hàng ngày càng tăng, từ với cái giá cả của những cái sản phẩm đấy sẽ ngày càng tăng và không có cái điểm cuối cùng nào trên thang giá trị cả. Nên nếu bạn tiếp tục trao cho giá trị, bạn tiếp tục trao giá trị cho khách hàng thì khách hàng sẽ tiếp tục chi thêm tiền để có thể làm việc với bạn. Và cái giới hạn duy nhất của việc cho đi giá trị đó chính là trí tưởng tượng của bạn. Bạn hay luôn nghĩ về việc nâng cao tầm dịch vụ của mình. Khi bạn nâng cao tầm dịch vụ thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn càng cho đi nhiều giá trị trên cái thang giá trị đấy thì bạn càng nhận lại được nhiều tiền hơn và sẽ luôn có người để bạn chào những cái dịch vụ của mình. Một cái ví dụ nữa đó là bây giờ mà bạn đi ra đường và bạn nói với một người lạ là cho tôi khoảng 10 triệu đồng, tôi sẽ làm cho doanh nghiệp của bạn tăng trưởng nhiều gấp đôi bây giờ. Thì rõ ràng là khi mà bạn nói như thế, bạn với người ngoài đường kia là một người lạ, họ không bao giờ trả cho bạn 1.000, chứ đừng nói đấy là 10 triệu để bạn có thể giúp doanh nghiệp của người ta, đúng không ạ? Nhưng với cái việc xây dựng những cái chuỗi giá trị, những cái thang giá trị, đầu tiên bằng việc bạn cho những cái giá trị có thể là miễn phí chẳng hạn, rồi với những cái giá trị, những cái gói giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ dần từ 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu và cuối cùng là 10 triệu chẳng hạn, thì rất có thể cái người mà bạn gặp ngoài đường đấy sẽ đưa cho bạn 10 triệu và để cho bạn trao giá trị cho người ta. Thì đó là cách mà thang giá trị vận động. Thì hôm nay review đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.